Xin chào bạn, Đức Hùng Mai xin kính chào bạn. Chúc bạn ngày vui vẻ nha. Mình là Dương, hôm nay mình sẽ test một sản phẩm, đó là iPhone 6s Plus Pro 16GB, sản phẩm của chị Lê Thùy Dương ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều khi đã quan tâm và ủng hộ Đức Hùng Mai ạ. Ok, sau đây thì em sẽ test luôn. Đầu tiên thì đây là sản phẩm của chị. Em mới test đầu tiên với hình thức máy ạ. Vâng ạ, thì dán cho chị theo yêu cầu, nó combo số 2, à số 3, sorry chị. Đó là gồm dán cường lực carbon, móc dựng điện thoại và một cái phụ kiện thêm nữa. Rồi đây là cái ngoại hình máy này. Đây là mặt trước của sản phẩm ạ. Mình để gần một chút, rất là đẹp luôn. Cạnh cái phía khay sim ạ, rất là quyến rũ. Và phía tăng giảm âm lượng. Dưới đấy là hai tem bảo hành của Đức Hùng Mobile. Sản phẩm rất là đẹp trên đỉnh của máy ạ. Góc cạnh của sản phẩm rất là tuyệt vời. Ok ạ, máy rất đẹp luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ test ở phần bên trong của máy nhé. Đây ạ, sẽ test cảm ứng nhé. Đây, để một cái icon mà quét quanh màn hình luôn. Di chuyển quanh màn hình cái icon vẫn rất là mượt và đi theo tay rất sát luôn. Màn hình cảm ứng rất là tốt nhé, bất cứ góc cạnh nhỏ nào của sản phẩm rất tuyệt vời luôn. Ok, giờ sẽ test đến phần cảm ứng của vân tay ạ. Đây, mình sẽ xóa vân tay cũ đi và mình sẽ để bằng vân tay của mình nhé. Rồi bây giờ thêm vân tay này. Và đây là mình sẽ thêm vân tay của mình vào đây. Dòng 6S Plus và dòng 6S và dòng 6S Plus thì dòng này quét vân tay rất là nhạy luôn. Các bạn khi dùng cảm ứng vân tay từ những dòng 6S và 6S Plus trở lên thì sẽ rất là thích. Ok, bây giờ mình sẽ thử luôn nhé. Đây mình tắt đi này. Ở đây nó đang khóa đúng không ạ? Mọi người đang nhìn thấy khóa đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ mở lên này. Ok, đã mở khóa đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Đã mở khóa đúng không ạ? Ok. Lại này. Đã mở khóa luôn. Camera. Mình sẽ test camera sản phẩm. Dòng này thì chụp ảnh cực kỳ thích rồi. Đây, kể cả các edit bên nhà mình nó rất là bé thế này thôi nhưng mà lúc lên ảnh nó vẫn rất là đẹp. Nó rất là rõ luôn. Đây, Đức Hùng Mobile sắc nét và rất là chân thực. Rồi, camera tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ test về kết nối mạng nhé. Kết nối wifi. Kết nối luôn về cái ok, Đức Hùng Mobile 374 xã đàn rồi. Đây, kết nối bạn đã thành công luôn. Bây giờ căng đầy các bạch sóng luôn. À, phần cầm và phần mềm này các bạn lưu ý nhé, là không tự ý cập nhật, các bạn nên mang ra cửa hàng cập nhật ạ. Rồi bây giờ mình sẽ test thử mạng vào YouTube. Vào YouTube và nghe một bản nhạc. Bài gì bây giờ nhỉ? Chọn luôn bài hay ho là phải test nhạc. Chúng ta hãy thử test một bản nhạc của Aqua Walker. Thử tín cứng luôn. Và khá là thích. Êm, rất là êm đấy ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử bím cứng này để cách giảm âm lượng đi. Mình tăng âm lượng lên. Bím cứng hoạt động khá là tốt. Đây mình sẽ thử bím gạt tung. Ok, bím gạt tung hoạt động tốt nhé.
để vài giây để nghe âm nhạc của máy. Ok, âm thanh ok rồi, mình sẽ test đến phần vừa đến loa và kết nối mạng, bây giờ test đến mic. Các bạn mình xóa bản này đi. Ở đây sẽ là một bản ghi chưa có bản ghi nào, mình sẽ ghi thu âm ở đây ạ. Ok nhá, mình vừa thu âm ở đây rồi. Mình sẽ phát thử. Ok, mic thu tốt nhé. Ok ạ. Rồi, vừa rồi mình sẽ test qua những cái chức năng về ngoại hình này, cảm ứng màn hình, cảm ứng vân tay và camera cũng như là loa mic của máy rồi. Sản phẩm rất là ok rồi, cả những phím cứng quan trung các kiểu rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đọc 6 số email để nốt chị Dương nhận máy, chị kiểm tra giúp em nhé. Là sản phẩm em đang test cho chị đây ạ. Dạ vâng. Đây, 6 số cuối của sản phẩm là 37 91 và 78 ạ. 37 91 và 78 ạ. Rồi, bên em cảm ơn chị Lê Thị Dương rất là nhiều. Bên em sẽ sớm gửi sản phẩm cho chị nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã theo dõi. Chúc bạn một ngày vui vẻ.